Sáng ngày hôm nay 24 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp và có quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ thanh tra giao thông, đồng thời là người đã túm áo nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài. Hợp đồng lao động của ông Thuấn sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Ông Thuấn được xác định vi phạm kỷ luật lao động, xin nghỉ việc vì lý do gia đình và đi ra tỉnh ngoài nhưng không xin phép, có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng, gây phản cảm. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện nhấn mạnh, những hành vi vi phạm của ông Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức thanh tra giao thông. Ông Viện yêu cầu thanh tra giao thông Hà Nội chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thuấn bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, giao Chánh thanh tra Sở rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra những hành vi tương tự.